Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở các kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn điều trị COVID-19 tại Việt Nam với gần 80% bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai điều trị có kiểm soát các F0 tại nhà và cộng đồng. Trong thời lượng của chuyện tối nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của một F0, đó là bạn Lê Hoàng Vũ, hiện đang sinh sống tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hoàng Vũ là một F0 đã điều trị thành công tại nhà. Và hơn thế, chàng trai sinh năm 1993 này còn có một hành trình đầy cảm xúc khi đồng hành cùng với mẹ của mình cũng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và trở bệnh nguy kịch. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với Lê Hoàng Vũ. Xin chào Lê Hoàng Vũ. Đầu tiên thì xin được cảm ơn bạn đã nhận lời mời kết nối với chúng tôi ngày hôm nay. Và câu chuyện của bạn thì cũng đã được chúng tôi ghi nhận và gửi tới quý vị khán giả. Đầu tiên thì bạn có thể chia sẻ về sức khỏe của bạn và mẹ bạn ở thời điểm này được không ạ? Và xin chào khán giả của đài VTC14. Mình rất là cảm ơn sự quan tâm và câu hỏi của chị. Hiện nay sức khỏe của mình đã hồi phục gần như là không có một dấu hiệu gì khác thường so với lại trước khi bị bệnh. Và mẹ mình hiện nay cũng đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại phòng bệnh nhẹ. Và bác sĩ mừng là hôm nay nhận được tin của bác sĩ chia sẻ là có thể mẹ sẽ được sớm về nhà trong vòng tuần này hoặc là trong tuần sau. Thì đó là tin rất là vui. Cảm ơn chị Phương Anh. Vâng ạ, và bên cạnh đó thì còn có một cái hành trình đầy cảm xúc nữa, đó là bạn còn giúp cho mẹ của mình vượt qua được căn bệnh COVID-19 khi mà tình hình có những sự trở nặng, và bạn còn chia sẻ lại câu chuyện một cách rất là sinh động và chân thực. Vậy thì Vũ có thể cho khán giả biết rằng là bạn mắc COVID-19 từ bao giờ và cảm nhận của bạn khi mà bạn là bệnh nhân thì như thế nào ạ? Đầu tiên là mình bị nhiễm bệnh vào ngày 1 tháng 8. Cái ngày đầu tiên mà bị á, là mình bị viêm họng. Và thật sự là mình không nghĩ là mình bị Covid, bởi vì mình ở nhà 24/24, không có cái cơ sở để mà lây bệnh. Nhưng mà sau đó những cái ngày sau á, là ngày 2, 3, 4, bắt đầu nó kéo theo những cái triệu chứng như là tiêu chảy, mất vị giác, mất khứu giác. Thì mình mới cảm nhận được là chắc là mình bị Covid rồi. Thì khi test nhanh á, ra kết quả là dương tính. Thì may mắn là nhà mình có đủ điều kiện, mình có phòng riêng, có nhà vệ sinh riêng, cho nên là được cách ly tại nhà. May mắn là mình có được một người bạn là bác sĩ điều trị COVID, thì bạn mới hỗ trợ mình kê đơn thuốc và chia sẻ cho mình những cái thông tin xác thực và chính thống từ phía Bộ Y tế. Lúc đó mình mới biết được là Bộ Y tế có được những cái bản hướng dẫn từ hình ảnh cho đến những cái file văn bản về cách điều trị F0 tại nhà. Mình chỉ chuẩn bị kịp thuốc và một số cái vật dụng liên quan như nhiệt kế các kiểu. Vâng ạ, và là một bệnh nhân F0 mà bạn đã từng điều trị thành công tại nhà. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết, đó là khi mà mắc COVID-19 mà chúng ta điều trị tại nhà thì chúng ta cần tập trung lưu ý những điều gì, và bạn đã nhận được những sự giúp đỡ như thế nào từ các cán bộ y tế ạ? Cái đầu tiên đó chính là không được bật điều hòa và phải mở cửa sổ. Và tất nhiên cái cửa sổ đó không được thông xuống với lại những cái phòng khác của người thân hay là thông xuống dưới nhà. Cửa sổ đó nên hướng ra ngoài ban công hay là trời thiên nhiên. Và cái thứ hai mình thấy quan trọng đó là ăn uống. Buộc phải tìm mọi cách mà ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nếu không là sẽ có tác dụng phụ rất là nguy hiểm. Cho nên là bên cạnh cái việc đó thì mình có chuẩn bị sữa, chuẩn bị ngũ cốc, chuẩn bị cả những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở dạng uống. Khi mà điều trị một mình như vậy á, sốt bất cứ lúc nào, và mình phải cảm nhận được khi nào là đến cơn sốt. Mỗi người có một dấu hiệu riêng, còn riêng Vũ là khi mà sốt thì hai lỗ tai Vũ sẽ nóng lên rất là nhiều, và mắt đó, lờ đờ là mình cảm nhận được là mình sắp sốt nhiều. Trên 38.5 độ á, là Vũ bắt đầu uống paracetamol, thuốc hạ sốt vào để cho nó hạ cái cơn sốt. Cái điều thứ tư đó chính là tập luyện. Thì khoảng 4 ngày đầu mình còn rất là khỏe, nên mình tập luyện thể dục thể thao, những động tác nhẹ để cho người mình nó khỏe. Nhưng mà qua bắt đầu ngày 5 nó sốt á, thì mình đã hơi mệt rồi. Và ngày 6, ngày 7, ngày 8, những cái ngày mà cao điểm sốt thì là thật sự là mệt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là ngày 8 mình bị choáng váng và khó thở. Lúc đó mình không có máy SpO2, nhưng mà mình biết là oxy mình có vẻ như là những ngày đó đã bị tụt. Nên mình chủ động thực hiện nằm theo hướng dẫn của Bộ Y tế là nằm nghiêng. Tuyệt đối nằm nghiêng sang trái hoặc sang phải, mình không bao giờ nằm ngửa. Và những cái lúc nào mà khó thở quá thì mình sẽ nằm sấp. Mình nằm sấp trong 2 đến 3 tiếng để cho dễ thở. Thì khi mà thấy nhẹ nhàng và dễ thở hơn như vậy thì mình chuyển lại qua nằm nghiêng.
Vâng ạ, vậy còn hành trình mà bạn giúp mẹ của mình từ khi chính thức mắc COVID-19 cho đến khi mà bệnh có những tiến triển trở nặng thì bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được không? 4 ngày đầu của mẹ cũng khá là êm xuôi, cũng giống như mình, có nghĩa là có những cái triệu chứng thì mình mới dùng những cái thuốc điều trị triệu chứng. Ho thì mình uống thuốc ho, tiêu chảy mình uống thuốc tiêu chảy, chứ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng mà cho đến ngày 5 á thì bất ngờ là mẹ bắt đầu có những cơn sốt, nhưng mà thay vì như mình sau khi sốt thì cũng khá là tỉnh táo, còn mẹ thì mệt hơn rất là nhiều. Và lúc đó may mắn là máy SpO2 đã về được tới nhà mình, thì mình đo là máy SpO2 của mẹ liên tục dưới 93, có những cái lúc là nó đạt tới mức 90 luôn, thì mình mới cảm thấy rất là lo lắng và mình gọi cho tổng đài 1022 nhánh số 4 để mà tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Thì có một bạn bác sĩ gọi cho mình xin chủ động kết bạn Zalo để mà nhờ bạn hỗ trợ mẹ mình xuyên suốt. Thì cho đến đêm hôm đó thì mẹ bị sốt và SpO2 nó vẫn không lên được, nó vẫn khoảng 90 và có những lúc là dưới 90, thì mình mới sợ quá, mình mới liều mình chở mẹ mình đi đến bệnh viện 115 và Chưn Vương để cấp cứu. Trong điều kiện tối hôm đó như vậy thì không thể cấp cứu được, và nếu mà ở lại như vậy thì rất là nguy hiểm cho mẹ. Tối hôm đó Vũ về chăm sóc mẹ suốt cả đêm, mẹ sốt. Sáng hôm sau thì mặc dù đã uống hạ sốt và các kiểu tập hít thở rất là nhiều, nhưng mà SpO2 của mẹ vẫn dao động khoảng 85. 1 giờ trưa của ngày thứ sáu á là họ cho mẹ mình vào một cái nơi cách ly. Tới khoảng 3-4 giờ sáng của ngày thứ bảy á là mẹ bắt đầu sốt sốt lại. Thì khi mà sốt lại như vậy á là SpO2 bắt đầu nó tuột từ 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 từ. Thì khi sau khi uống thuốc hạ sốt rồi mà tới khoảng 6-7 giờ sáng, là nghĩa là 3-4 tiếng rồi, mà cái SpO2 nó vẫn không lên, nó vẫn là 85 thôi mà có vẫn thở mặt nạ oxy, thì bạn Vũ mới nói á, là đây là cái tình huống nó khẩn cấp lắm rồi, thì mình phải chủ động tìm bệnh viện. Thì Vũ liên hệ với 115 và liên hệ với lại người thân và bạn bè các kiểu, thì mới có tìm được một cái bệnh viện quận để nhận mẹ. Thì khi mà có được cái bệnh viện quận nhận được rồi á, mình mới nói báo về khu cách ly và phường là có bệnh viện nhận rồi, nhưng mà bây giờ cần có xe để chở mẹ đi lên cái bệnh viện quận. Xe cứu thương phải có bình oxy, cho trường hợp mà bệnh nặng á, thì không phải xe nào cũng có. Thì mình mới liên hệ được một cái xe có, thì họ tới để hỗ trợ cho mình. Trường hợp của mẹ mình lúc đó nó chuyển biến khá là nặng, phải mất 1 tiếng để ổn định hơi thở các kiểu thì mới có thể lên xe được. Thì mình nghĩ là nhận bệnh là phải có phòng, nhưng mà thật sự ra là không, cho nên là mình cứ chạy vô trong trong cái chỗ của bác sĩ, mình cứ hỏi hoài, thì bị la rất là nhiều, tại vì mình cứ hỏi họ và họ đang rất là áp lực, mình cứ hỏi như vậy thì họ la. Nhưng mà thật sự là mình rất là cảm thông và mình thương xót cho đội ngũ bác sĩ và y tá, tại vì chính mình cũng là người mặc cái áo bảo hộ đó suốt trong một ngày một đêm, mình hiểu được cái cảm giác được của nó, là nó khó chịu, cho nên mình hiểu được cái sự kiệt sức đó của họ, mình không có dám trách. Mình đột nhiên SpO2 của mẹ Vũ tụt xuống còn 50, thì bác sĩ lúc đó mới kêu Vũ ra để nói riêng. Thì bác sĩ mới nói là mẹ em bây giờ nguy kịch lắm rồi, chỉ cần chỉ nằm như vậy thở và mình chờ đến chút hơi thở cuối cùng, em chuẩn bị tâm lý đi. Thì thật sự mà khi mà nghe tới cái câu đó là người mình nó rung hết lên, và mình muốn té mà quỳ xuống tại chỗ luôn, mà muốn khóc luôn. Và Vũ quay qua Vũ hỏi bác sĩ là không sao, bây giờ có còn có cách nào nữa không, có cách nào để có thể cứu mẹ mẹ hay không. Thì bác sĩ mới chia sẻ với mình là trường hợp của mẹ là cần phải có máy thở, thiết bị y tế tốt hơn thì mới có thể cứu sống mẹ được. Thì lúc đó mình mới gọi điện cho 115, tại mình biết 115 họ tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ bệnh, cho nên thành ra là mình phải rất rõ ràng cái trường hợp của mẹ mình đang ở giai đoạn nào và khó khăn ra sao, thì mình rất là rành mạch, mình nói rất là rõ ràng. Và họ tiếp nhận bệnh rất là nhanh và họ nói là họ sẽ tìm cách, mình chờ kết quả. Dũng nghĩ là không được để mẹ mê man, Dũng mới ôm mẹ
Vũ mới hung mẹ, cho mẹ ôm Vũ, ôm đầu Vũ, nói chung là bắt đầu nói nhảm với mẹ. Mẹ của mình rất rất là kiên cường, tại vì trong cái hoàn cảnh đó nếu như mà mình cố gắng hết sức nhưng mà mẹ buông xuôi á thì mọi chuyện cũng không có được kết quả gì hết. Và may mắn là mẹ mình rất là kiên cường để mà cố gắng chịu. Thì khoảng đến 1 tiếng 2 tiếng sau đó, lúc đó là 5:30 chiều, thì có xe chuyển mẹ từ bệnh viện quận lên bệnh viện tầng cao. Vâng ạ, trong hành trình vừa rồi thì bạn thấy rằng là những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm nào là quan trọng nhất trong cái hành trình mà giành lại sự sống cho mẹ của mình ạ? Thứ nhất đó là cái máy SpO2, tuyệt đối phải có cái máy này. Cái máy này là chính là cái cách để quyết định sự sống còn của cái người bệnh nhân luôn á. Cái thứ hai mà mình nghĩ mà nó quan trọng á, đó là sự cầu cứu. Bình thường nghĩa là thường chúng ta chỉ cầu cứu 1 2 lần, nhưng mà trong những cái tình huống của cái việc quá tải như bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ Vũ đi cầu cứu bất cứ ai Vũ thấy có thể cầu cứu. Và thật sự là muốn nói với các bạn là không nên liều lĩnh chở bệnh nhân của mình đi đến những cái nơi bệnh viện đang cấp cứu như vậy, bởi vì nó thực sự là quá tải và mình không có biết được cái chuyện gì xảy ra hay không. Mình không có nên liều lĩnh như vậy. Cái thứ ba mà Vũ nghĩ mà nó quan trọng đó, đó là cái sự đồng hành. Bệnh nhân khi mà điều trị một mình nó họ rất là cô đơn, họ rất là sợ, cho nên thành ra mình phải động viên liên tục. Mình Vũ động viên liên tục cho mẹ. Khi Vũ trong mẹ, Vũ nhìn, Vũ quan sát xung quanh thì thấy có một cái chuyện là cái người bệnh có thể là nhiều ngày rồi, họ chăm người bệnh nhiều ngày rồi nên họ rất là mệt mỏi. Họ ngủ cùng với bệnh nhân luôn. Và khi mà họ ngủ cùng như vậy á, là có những cái trường hợp là bình oxy bị hết, có những trường hợp là dây bị xúc, thì Vũ 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 thấy, cho nên là Vũ chạy đi kêu người nhà của họ dậy để mà gắn lại hay là đi kêu bác sĩ. Thì mình biết được có những cái chuyện đó có thể xảy ra nên mình không có dám ngủ, mình ngồi mình canh với bình oxy và canh máy SpO2 cho mẹ luôn. Là Vũ là người đã bị F0 và Vũ biết được mình cần phải làm gì cho mẹ. Cái kế tiếp đó là chuẩn bị về dinh dưỡng, nghĩa là không thể ăn cơm thì mình phải chuẩn bị cháo ăn liền, sữa, ngũ cốc, thực phẩm bổ sung, bất cứ thứ gì mà nó dễ tiêu, dễ ăn, dễ uống. Và không, mình cũng không quên là dặn mẹ phải tập thở, tại vì bệnh này không có thuốc sửa chữa, quan trọng là cái khả năng của cơ thể mình đó, tự nó phục hồi như thế nào, nên là mẹ cần phải tập thở. Mình phải đồng hành, kề vai sát cánh với bác sĩ, mình như là trợ lý của bác sĩ á, bác sĩ cần gì cũng được mình sẽ làm hết. Cho đến bây giờ là mẹ Vũ đã qua cơn nguy kịch và khỏe hơn rất là nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn Vũ với những chia sẻ rất là đáng quý vừa rồi và chúc bạn cũng như là gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như là cả nước sẽ sớm vượt qua được đại dịch và trở về trạng thái bình thường mới vào một ngày gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, những tâm sự của nhân vật trong chương trình ngày hôm nay hy vọng cũng chính là những kinh nghiệm hữu ích và thiết thực nhất cho tất cả mọi người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang rất phức tạp, đặc biệt là đối với những F0 đang sinh sống ở nơi tâm dịch. Và chương trình Chào buổi tối của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.